Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Đến với clip hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho anh em xem một số arc rất là ok. Đến với cái arc đầu tiên, level 100, đặc quyền VIP 5, KD cực kỳ ok, 2.28 và gục 47.000 kill. À còn 3k mốt kim cương nhé, sau hồi anh em mua thẻ đổi tên. Đấy, và tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ cho anh em xem. Thì arc này là dinh full nha anh em nhé, mới VIP 5 thôi, nhưng mà phải gọi là siêu phẩm VIP 5 luôn, cực kỳ ok. Rồi, không nhìn nhằng nữa, tôi sẽ vào sâu luôn kho đồ cho anh em xem. Full vòng AK-47 Transformer, AK-47 VIP-X2, 14A1 Transformer. Arc Ring full nha anh em nhé, hai server đều như nhau. Còn bên iOS thì được gần 4k kim cương cơ. Full vòng M4 Chan này, M4A1 Bon Beat, M4A1 Beat, M4A1 Quái Thú Vô Hình, M4A1 SZWary, AL-94. Đấy, AWM Inferno Dragon X3 luôn. Và full 2 vòng 3Z Bon Beat anh em nhé. Nói chung là quay 2 vòng để ép đạn nỏ thôi. 3Z Aurora. Tất cả là này full 4 vòng. MSG-90 Level 1 này, GBK 6 lòng, Thông Sơn Băng, A12 Hayfire, Vô Đường Sắc X2, DE Bon Beat X3, DE Thunder. Cận chiến cũng cực kỳ đẹp luôn. Một cái diều xanh VIP này, X2 Kuri VIP, Kuri VIP Inferno, và cả sẻng cũng có luôn anh em ạ. Đấy, được tất cả là 4 cây, 5 cây cận chiến VIP. Sẻng là rất là bá rồi. Akazusa X2, AK-47 Nobel Dragon, 3Z Nobel Dragon, USB 3 tước, Mauser Nobel Dragon. Rồi một cây rìu, M4A1, Alolimus, dép tổ ong, Sky X2, lỏ CB Transformer. Lỏ thì 5 viên nha anh em nhé. Nói chung là mà VIP thấp mà có lỏ 5 viên là cực kỳ ok rồi. Thường thường VIP 6, VIP 7 nó mới có lỏ đến 5 viên. Rồi cũng có thêm lục đồ bò băng, IAS Phonix X2, kiếm vàng, nắm đấm Titan, Katana Transformer, đao phán quyết, đao Fury. Rồi Lữ Hoàng, một tí thì có chết vũ công, chết M4 băng, chết 3Z Belly, quắm AK-47 Gold, rồi AK-47 Blue Buttery, chết QBZ-03, đua TMB Royal Dragon, chẳng X-Max này, đấy, AK-47 X-Max, tổ AK mà doanh doanh hay bắn. Rồi, chắc thanh niên này không thích bắn súng tím, thành ra chưa thấy ép thiên phú anh em ạ. Đấy, này ép khẩu AK-74 cơ. Rồi X2 3Z Spring, Ducking Bull. Để xem có mấy quả lựu đạn nha anh em nhé. Nói chung arc này cũng rất là ngon đấy. Có cả 3Z đen luôn, 3 quả lựu đạn Clam, 2 quả lựu đạn Defong, Flash 4 quả, Mốc 5 quả luôn anh em ạ. Nói chung là gần đủ ba lô luôn, khỏi phải mua. Tại vì bây giờ mà bên Android lựu đạn còn phải mua bằng kim cương cơ. Đây có vĩnh viễn rồi, rất là ngon. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay. Nói chung là cực kỳ chất luôn. Đấy, có cả gốt luôn này, và solo covid. Đấy, nhân vật đẹp nha, vũ khí rất là ok. Vật phẩm này, rất là nhiều súng chưa thèm ghép luôn. Tận 247 mảnh của khẩu Awison. Rồi quả flash vẫn còn ghép được một quả nữa, quả smoke được một quả nữa, nhẫn và dây chuyền thì nhẫn cũng 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP rồi. Đấy, dây chuyền thì chắc là không đi AI nên vẫn 3 dòng 3 sao thôi. Thiên phú thì cũng rất là đẹp nha anh em nhé. Nói chung là cái gì cần mắc hầu như đã mắc. Đấy, BVB thì mắc rồi. Rồi tôi sẽ sâu lại một lần nữa cho anh em xem. Vì arc này là rất là ok, phải sâu kỹ cho anh em. VIP 5 level 100, KD 2.28, à, gục 47.000 kill, à còn 3k mốt kim cương anh em nhé. Arc dinh full và hai server đều y như nhau. Full 4 vòng, M4 AK, 2 vòng 3Z Bon Beat. Đấy, cận chiến thì cái diều xanh này, 2 Kuri Beat, Kuri Beat Inferno, sẻng, lỏ CB Transformer, lỏ thì 5 viên nha anh em nhé, lục đầu bò. Nhân vật thì Soluco, Ghost và nhân vật 3 vòng quay. Đấy, nhẫn cũng rất là đẹp, nhẫn 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi tiếp tục tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc số 2, cạc Zing anh em nhé, hai server y như nhau. Level 61, đặc quyền VIP 3, KD thì 0.94 và bán có hơn 1.000 kill thôi. Anh em nào về kéo KD vẫn ok. À còn 594 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ thôi. À thì hơn 200k thẻ cào nha anh em nhé, GBK
Fire Dragon này, rồi 6 lòng để đi in. Đấy, cận chiến thì dành cho anh em nào thích cái quắm VIP nha anh em nhé. Đấy, một cái quắm VIP AK bá tước. Đấy, quắm VIP thì để delay với lại 3Z Royal Dragon. Rồi một cái thương xét, nói chung là cũng có AK, súng DI, rồi 3Z quắm. Đấy, và một số súng tím thôi, AK, M4, ZDView, TVS, búa sắt. Nhân vật thì rất tiếc là hàng này chưa quay ra nha anh em nhé. Đấy, và còn một số điểm thiên phú này. Thiên phú thì cũng úp được một ít thôi nha anh em nhé. Anh em nào mua về chơi thì úp thêm. Rồi tôi sẽ sâu qua lại cho anh em xem một lần nữa à, còn 600 kim cương, gần 600 kim cương. Nói chung là súng DI này. Rồi có AK ba tước rất là ok, quắm VIP và 3Z. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card số 3. Thì level 70 nha anh em nhé, đặc quyền VIP 3, KD 1.08 và hạ gục hơn 1723 kill. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh khô đồ thôi. Thì hàng này cũng rất là rẻ thôi, giá thì hơn 200k nha anh em nhé. Hạc Dinh Full AK-47 VIP-2, M4A1 Bon Beat, M4A1 Quái Thu Vô Hình, MSG, GBK Level 2, AK-47 Nobel Dragon, Mauser Nobel Dragon X2, Thực K. Rồi làm đấm tinh tinh, Tết Vũ Công, AK-47 Gold, Awaken, Team VSS, Búa Sắt. Đấy, và một số súng trắng. Còn lựu đạn thì có một quả lựu đạn phong này, hai quả súng mốc và hai quả flash. Nhân vật thì cũng rất là ok nha anh em nhé, con AOE và con rốt vĩnh viễn thôi. Vật phẩm thì cũng có nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Đấy, thiên phú thì cũng tương đối nhé, arc dinh full nhé. Arc này thì chơi được hai server, nói chung là BBB rất là đẹp nha anh em nhé. Còn một hai ô nữa là mắc thôi. Rồi tôi sẽ sâu lại một lần nữa cho anh em xem. Thì có AK VIP này, M4 cũng rất là ok, có M4 Bon Beat và M4 Quái Thú Vô Hình, súng DI, có ZBK, MSG, AK-47 Nobel Dragon này, rồi nắm đấm Titan, AK-47 Gold các thứ. Nhân vật thì nhân vật hai vòng quay, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card số 4. Card này card dinh nha anh em nhé, level 69, đặc quyền VIP 3. Và nói chung cũng bắn được có hơn 4.000 kill thôi. Còn 344 kim cương. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh khô đồ cho anh em xem. Thì có Golden Sắc, Akazusa, M4A1, Alolimus và cây Kuri Ultimate Gold. Nói chung là hạc này thì cũng rất là rẻ thôi, 100k thôi. M4A1 đổi xu này, M4A1 Fantasy, AK-74. Đấy, nhân vật thì chưa quay ra, vật phẩm thì có rất là nhiều điểm thiên phú này. Và có cả sẵn thẻ đổi tên rồi nha anh em nhé. Anh em mà mua về đọc việc đổi tên thôi. Đấy, thiên phú thì cũng úp được khoảng 50%. Rồi tôi sẽ vào sâu lại cho anh em xem. Giá thì 100k thôi. Đấy, Golden Sắc, Akazusa. Nói chung cũng đủ súng này, AK-M4 quắm và một số súng tím. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card số 5 nha anh em nhé. Thì card này level 70, KD 1.59 và họ gục 10.000 kill. Hạc thì còn 1K7 kim cương nhé, 1777 kim cương. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh khô đồ thôi. Hạc thì cũng hơn 100k thể cào thôi. Có 1-4-A-1 Bon Beat này, 1-4-A-1 Beat. Khẩu này thì là trả góp nha anh em nhé, và trả được 2 kỳ rồi. Còn 1 kỳ cuối cùng thôi, còn 2K1 nữa là trả được. Và ở đây có gần 1K8 rồi. Rồi có thêm AK công, quắm băng và cũng thêm một số súng của bên Android nhé. Khẩu M4, khẩu AK-47 này, khẩu này là sự kiện 400k mới được này, rất là đẹp rồi. M4A1 Quiz, M4A1 Commander, set QBZ03, T91 Tiger. Chung là hơn 100k thẻ cào anh em, mua thẻ này hàng này chơi cũng rất là ngon rồi. Hàng dinh anh em nhé, Team Bilula, quắm này. Rồi cận chiến thì có Ruby Chicken. Và không hiểu sao này được cái quạt này vĩnh viễn nhỉ anh em nhỉ, tôi cũng đăng nhập mà hình như không được. Rồi cày mới được hay sao, cày mảnh nó mới được. Nhìn rất là chất, mỗi tội nhìn to quá anh em ạ. Vắt cái trưởng nhìn như cái chèo thuyền đúng không anh em nhỉ? Cái này giống cái chèo thuyền này. Rồi nhân vật thì có con AOE và con rốt vĩnh viễn. Đấy, vật phẩm thì có nhẫn nhưng mà chưa tẩy nha anh em nhé. Rồi thiên phú cũng khá là ok. Đấy, tôi sẽ sâu lại một lần nữa. M4 con bit, M4 là 1 bit thì trả góp 2 kỳ rồi. Và còn 1777 kim cương, AK công, AK
47 này rồi M4 ấy. Nói chung rất nhiều súng mới để anh em test T91, team Biluza. Đấy. Rồi tôi sẽ đến với cái hạt tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Hạt Zing nhé anh em nhé, cây vào 65, KD 1.69 và gục 4.784 kill. Hạt thì còn gần 3k kim cương, còn 2.760 kim cương. Đấy, tôi sẽ vào sâu nhanh phôi đồ cho anh em xem thôi. Có AK-47 nó bếp ra gần này. Rồi M451 Alonimus. Nói chung là cũng hơn 100k thôi. Chép tổ ong, Catalan Transformer. Và một cây búa trong game Minecraft này. Chúng cây này cũng là vũ khí cam nha anh em nhé. M4 băng. Rồi M451 Ultimate Gold. QBZ này. QBZ-03 Royal Dragon. Dua Team BG Royal Dragon. M4A1 X-Max. M4A1 Rose. Đấy, vật phẩm thì cũng có nhẫn nha anh em nhé. Rồi, thiên phú thì cũng tương đối thôi. Để tôi xem vòng quay mới. À, còn 4 ô nữa là full vòng 3Z Bon Beat ở vòng quay mới này. Đấy, tôi sẽ sâu lại một lần nữa. Thì nói chung là nó chỉ có khẩu AK-47 Nobel Dragon và M4A1 Alonymous. 3 cận chiến và một số vũ khí tím thôi. Rồi, tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi đến với cái hạc cuối cùng nha anh em nhé. Thì hạc này level 68, hạc quyền VIP 2, KD 1.2 và hạc gục hơn 4.000 kill. Hạc Zing nha anh em nhé, Zing full. Đấy, kho đồ thì có 6 lòng và thông sơn để đi AI. 3Z Nobel Dragon, USB 3 tước. Hạc này cũng hơn 100k thôi. Cận chiến thì có thêm một cái gậy đầu lâu T91 Tiger, DE, AK gỗ nữa. Nhân vật thì có rốt vĩnh viễn này. Rồi, vật phẩm thì có nhẫn, ngắm kẻ địch hiện HP, 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao. Rồi, thiên phú thì cũng ước tương đối nha anh em nhé. Đấy, kho đồ thì có súng DIY thôi. Và anh em nào thích bắn 3Z thì có 3Z Nobel Dragon, USB 3 tước, một cây gậy đầu lâu, T91, rồi AK gỗ. Nhân vật thì có rốt vĩnh viễn và vật phẩm thì có nhẫn. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua thì inbox Zalo tôi nha. Tạm biệt anh em.